hình Apple Watch bị nứt vỡ. Theo The Verge, Apple thừa nhận lỗi trên một số mẫu Apple Watch có thể dẫn đến nứt màn hình, và hãng đã công bố chương trình thay thế miễn phí cho người dùng bị ảnh hưởng. Việc thay thế được thực hiện bởi Apple hoặc các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của hãng. Theo Táo Khuyết, sự cố màn hình này rất hiếm xảy ra. Nếu có, một vết nứt có thể hình thành dọc theo cạnh tròn của màn hình trong các phiên bản nhôm của Apple Watch Series 2 hoặc Series 3. Vết nứt có thể bắt đầu ở một bên và sau đó có thể tiếp tục lan rộng ra màn hình, giống như hình ảnh bên dưới. Chương trình chỉ áp dụng cho các Apple Watch vỏ nhôm Series 2 và Series 3 được bán từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 9 năm 2019. Điều này có nghĩa là Apple đã khắc phục được lỗi này trong sản xuất hoặc đã có kế hoạch ngừng sản xuất Apple Watch Series 3 trong tháng này. Có lẽ được công bố vào sự kiện iPhone ngày 10 tháng 9 tới. Apple Watch là một trong số những sản phẩm đang có mức tăng trưởng cao của Táo Khuyết. Theo báo cáo của Above Avalon cho biết, doanh thu từ thiết bị đeo của Apple, chủ yếu là AirPods và Apple Watch, sẽ vượt qua doanh thu của Mac và iPad vào cuối năm 2020.